đếm lần này của con là con thật sự là rất thất vọng với bản thân của mình ngày hôm nay khi mà đã không cố gắng đạt được thành tích tốt ở 204 nên thật sự rất là thất vọng. Dạ, khi mà thất bại ở nội dung đầu tiên thì em thật sự